Vâng, chào mừng chị các bạn đến với kênh của Hiền Trần TC. Hôm nay em nhận được hai cái máy cân mực của bác khách là máy Akura và con Hukan của bác khách này. Máy này thì bị rớt này, bẻ hết kiếng rồi. Đấy, còn máy này thì tình trạng là rớt. Sử dụng thời gian thì thấy nó lệch lệch, xong hai nó rớt cái tự dưng cái mở lên nó cứ chít chít chít. Thì bây giờ em mở ra cũng chia sẻ các bác xem thêm là cái máy này thì nó công nghệ tức là đời mới của Akura này thì nó áp dụng thêm cái công nghệ nữa là điều chỉnh xoay, tức là máy này này dùng remote bấm tắt mở các tia rồi bấm thì nó sẽ xoay cái máy này cho mình cái hướng. Nhưng mà đúng là người ta nói là hiện đại thì hại điện đó. Thì cái motor đây nó sử dụng cái motor giảm tốc. Thì motor dùng một thời gian đó, đây nó bung này, nó bị gãy cái cốt này, không phải gãy cốt mà nó bung cốt ra luôn chứ không phải gãy. Đây, cái cốt này nó ép xuống đây nó bung lên đấy. Thì ở đây nó có hai cái bánh nhông thì nó rớt xuống dưới này, rớt xuống dưới nam châm này, đây các bác này thấy không, đây rớt xuống nam châm này. Ở đây là cái nam châm để giảm chấn cho cái laser đấy, nó giữ đây. Thì khi mà bật máy lên là nó bị cạ, đây các bác này, đây đó, đây cái bánh nhông này, đây cái bánh nhông này, đây nó dính chặt ở đây luôn này, coi đây đó. Thì tháo cả cái này ra mới lấy ra được cái bánh nhông này. Đấy, hai cái bánh nhông này nó sẽ nằm ở trong này, nằm ở đây đấy. Điện nguồn sẽ cấp điện vào đây, đây ở cái điện của máy này sẽ cấp 2 dây, 1 dây vào mạch của laser, 1 dây sang mạch điều khiển cái đơn motor giảm chấn này, giảm tốc này. Đấy, nó qua cái remote điều khiển trên mạch này, nó kích đây thì motor quay, quay thì nó sẽ quay cái này, đây này khi mình coi đây này, quay đây. Ở đây nó sẽ xoay cái bánh nhông này đấy. Nhưng mà dùng thời gian thì cái này nó ép cốt này nó bung ra, bánh nhông nó bụt xuống đó. Hiện trạng bây giờ là em đã phải tháo cái máy ra đây, đây mới lấy được hai bánh nhông ra đấy. Thì các bác là như cái này là em sẽ tháo bỏ cái motor này, sẽ không khôi phục lại. Tại vì thật ra cái này không có dùng chức năng này, các bác sử dụng không có tác dụng gì hết ấy. Không sử dụng được bao nhiêu hết ấy. Các bác muốn gì thì ra cái máy bấm thôi. Ra cái máy mà xoay cầm này, xoay xoay tay hoặc là xoay cái này. Để muốn chỉnh nhẹ nhẹ thì xoay bằng cái này. Đấy, còn muốn ấy thì xoay tay như này. Chứ thực sự nó thêm cái motor này vào, các bác mua tốn tiền mà không giải quyết được gì. Đấy, cái này em sẽ tháo ra này. Đó. Tháo bớt cái dây ra này. Dây nguồn ra này. Đấy, cái này em sẽ vệ sinh lại cái này. Đấy, cái này thì nó chỉ bị rớt đây thôi chứ còn máy này thì không ảnh hưởng gì. Đó, thì tiện tiện thì tháo lên vệ sinh luôn. Đấy, thì chia sẻ các bác là sử dụng máy thì nói chung là những cái đồ này không nên mua đồ hiện đại quá, cứ mua cái dòng thông dụng thôi. Mình bật cái là xài thôi, bấm nút này, bấm nút tay cơ hoặc là bấm nút này, loại này nó có như loại nút cơ này, bấm này, một loại nút cảm ứng. Thì cái đấy thì mình không chọn được, nhưng mà đừng có mua thêm chức năng này remote hay gì đó thì không ăn thua. Sử dụng thời gian là rồi, em cũng đã trước cũng đã gặp một cái là nó bị kẹt đây, nên là nó cứng này, nó không quay được đây. Còn cái trường hợp này thì nó bung cái này là luôn, bung người ta rớt hai cái nhông xuống dưới này thì nam châm thì nó hít chặt lại rồi, thì nó giữ để con lắc này, nó làm cho con lắc này không có lắc được này, lắc này không lắc được đó. Rồi cái dây đồng này này, đây mấy cái dây đồng này nó bị cái motor này nó bung ra, nó văng văng văng, nó đập cái dây đồng này. Đây có một dây đồng bị tuột rồi này, tiếp sẽ hàn lại này. Đấy, thì video này muốn quay chia sẻ với các bác có máy gì à? Thứ nhất là sử dụng kỹ. Đấy, sử dụng xong thì nhớ là khóa tia này lại này, cái tia này khóa lại. Rồi nhiều bác thì sử dụng hết pin hoặc là rút pin ra, đấy, cái tia nó vẫn lúc lắc đây, như cái này chẳng hạn này. Đây, như cái này. Đấy, nhiều bác cứ để này xong bỏ giỏ là nó sẽ bị hư nhé. Thứ hai là khuyến cáo các bác là bỏ máy này trong cốp xe. Đó, rất nhiều bác bỏ máy trong cốp xe đều bị nó lòng cái tiền không có sửa được. Đấy, thì video muốn quay chia sẻ vậy thôi. Rồi, bác nào có máy thì phải gửi em sửa chữa kiểm tra, em thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, video làm ngắn chia sẻ với các bác quay tham khảo vậy. Rồi.